trước đối thủ Bình Định trong trận đấu ngày hôm nay. Đánh đầu rất quyết. Bàn mở tỷ số dành cho An Biên. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Tình huống bóng cố định đầu tiên của trận đấu và bước ngoặt đã đến rất nhanh. Niềm vui dành cho các cổ động viên của câu lạc bộ An Biên. Hạnh Ozin là người thực hiện quả đá biên vừa rồi. Epasi cũng đã bật nhảy, nhưng không phải Epasi là người đánh đầu. Có hai điểm bật nhảy ở trong tứ vừa rồi bên phía An Biên. Bàn thắng cũ không được. Phản công nguy hiểm rồi. Đây là một cơ hội để kết liễu trận đấu. Dứt điểm 2-0 cho An Biên. Dấu chấm hết. Dấu chấm hết. Thanh Huy. Và cuối cùng là một thất bại của Nghiêm Phạm. Nam Ngóc được một pha bóng đánh chặn. Và sau đó thì chính là số 9 Thanh Huy. Một thanh dứt điểm. Và bàn mở tỷ số đã đến với Đền Bích Quan Ninh Thuận. Người lập công đó là đội trưởng mang áo số 7 Trịnh Văn Hà. Rồi, 2-0. Lần này thì đích thân Lâm Quý đã lên tiếng. Pha phản công dành cho các cầu thủ Đền Bích Quan Ninh Thuận. 3-0. Bàn thắng thứ 3 đã đến với đội bóng áo trắng. Người ghi bàn đó là Văn Trung. Và phát triển thật có dễ dàng của Văn Trung. Làm để dâng cao đội hình. Và đó là con dao hai lưỡi. Câu lạc bộ Đền Bích Quan Ninh Thuận đã dễ dàng trừng phạt các cầu thủ. Và họ đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 60, Đặng Ngọc Vinh Quang. Lamine City đã bất ngờ ghi được bàn rút ngắn. Một pha bóng mà chúng ta có thể thấy hàng thủ của Điện Bách Khoa Ninh Thuận đã có phần nào bị chủ quan. Một pha ra được một khoảng trống và thực hiện một pha chuyển đổi trạng thái thành công. Không vào! Vẫn còn! Bây giờ thì bàn thắng đã được ghi. Đúng là cầu thủ PI4 hết sức nguy hiểm ở trong những tình huống lên bóng của mình. Cú sút đầu tiên thuộc về Bùi Việt Hồng. Và khi mà trái bóng đã văng ra cùng với việc thủ thành Nguyễn Văn Khoa đã bị ngã sang một bên, thì nhiệm vụ còn lại đối với Nguyễn Phương Nghĩa là vô cùng đơn giản. Đã vượt qua đến 9 phút rồi và tỷ số là 1-1. Trong một tình huống mà Thiện Phúc lao ra, thì cầu thủ Hiếu Định Sao Hùng đã có được bàn gỡ. Người gỡ hòa là Quốc Huy. Một tình huống lao ra có vẻ như không hợp lý của Thiện Phúc. Thì Thiện Phúc cứu thua. Nguy hiểm. Lần này thì mảnh lưới của Thiện Phúc đã rung lên lần thứ hai. Chỉ trong vòng ít phút thì cầu thủ Hữu Định Song Hùng đã có liên tiếp hai bàn thắng. Và lại một lần nữa thì người ghi bàn là Quốc Huy. Ngược dòng ngoạn mục. Thiện Phúc chỉ có thể cứu thua ở cú sút đầu tiên. Không thể tận dụng được cơ hội mỗi khi có bóng. 3-1 rồi. Nhát kiếm quyết định được ghi bởi Nguyễn Văn Lộc. Và lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hiếu Định Song Hùng và PI4. Một cuộc lật ngửa dòng ngoạn mục của đội bóng mặc áo màu tím. Đến phút thi đấu thứ 60, tỷ số vẫn đang là 1-0 dành cho PI4. Nhưng chỉ trong khoảng hơn 10 phút cuối trận thì một cú đúp của Quốc Huy cùng với bàn thắng kết liễu trận đấu của Văn Lộc đã dứt điểm
Lần này thì Đức Thắng không thể cứu thua được nữa rồi. Bàn mở tỷ số dành cho Spa Lan Ngọc Kiên Giang. Võ Hoàng Đức. Đó là pha dứt điểm thứ hai ở trong trận này của Võ Hoàng Đức. Và cuối cùng thì đã có bàn mở điểm dành cho Spa Lan Ngọc Kiên Giang. Thủ thành giữa Đức Thắng không thể xuất sắc thêm một lần nữa. 1-0 dành cho Spa Lan Ngọc Kiên Giang. Một tình huống dứt điểm đầy cột thần, cực kỳ quyết đoán của số 77 Võ Hoàng Đức. Và cuối cùng thì sẽ dưới sàn bách dứt điểm, tỷ số là 1-1. Một cú vô đá phạt thành công của câu lạc bộ Thép Việt Thắng. 1-1. Và người lập công ở trong tiếng vừa rồi là Nguyễn Hữu Thắng. Phối hợp đá phạt thông minh của câu lạc bộ Thép Việt Thắng và bàn gỡ hòa đã đến. Sau quả đá penalty hỏng ăn của đội trưởng Xuân Sĩ thì thế trận vẫn đang tốt hơn dành cho Thép Việt Thắng. Và cuối cùng họ đã ghi được bàn thắng. Một cái đường chuyền bất ngờ của Dương Sầm Bách. Hàng thủ của câu lạc bộ Spa Lan Ngọc Kiên Giang dường như đang đúng Maret. Rất hay, Tú Maret cơ hội. Lòng trong chân trái tuyệt vời. Tú Maret quá đẹp. Lần này Tú Maret đã thành công. Và 2-1 dành cho Spa Lan Ngọc Kiên Giang. Một tình huống đúng tầm chân dứt điểm để Tú Maret đưa ra quả đập lòng chân trái về phía góc cao, hành lang trong biên phải. Và nó rất phù hợp với cái kèo trái của Lâm Minh Tú, Tú Maret. Một bàn thắng đúng với cái tên của Lâm Minh Tú, đúng với cái biệt danh là Tú Maret. Chân trái quá khéo, không có một áp lực nào với Lâm Minh Tú. Đó như kiểu là một tình huống tập. Dứt điểm, tỷ số là 3-1 dành cho câu lạc bộ Spa Lan Ngọc Kiên Giang. Cú đúp của Tú Maret, đường chuyền của Tiến Cua, và Tú Maret hoàn tất cú đúp ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một màn trình diễn 5 sao, điểm 10 không nhưng của Tú Maret. Một màn trình diễn tuyệt vời của Tú Maret ở trận đấu này. Cú đúp bàn thắng của Tú Maret ở trong ngày thiếu hôm nay trên sân số 2. Tất cả các đội chiến thắng đều với cách biệt 2 bàn. 2-0 cho An Nguyên trước Niêm Phạm, 2-0 cho An Nguyên Bảo trước Bảy Núi, và bây giờ là 3-1 cho Spa Lan Ngọc Kiên Giang trước câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Lại là cái lòng trong chân trái khéo léo của Tú Maret.